Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa năm cánh trắng. Và đây là cái mặt hoa năm cánh trắng hiển quanh nha cô chú. Hoa của nó rất là đẹp. Và cái dòng năm cánh trắng hiển quanh này thì bên cửa hàng bên con đang chỉ có một vài cây thôi. Tại vì nói chung là cây đã xuống rễ bao nhiêu là con bán hết rồi. Hôm nay thì còn mới có một số cây khác và đã bắt đầu xuống rễ, con mới xuất ra. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804 nha cô chú. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An. Năm cánh trắng hiển quanh, mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Hoa này là hoa chuẩn như hình nè, năm cánh trắng hiển quanh còn gọi là HO đó cô chú. Cô chú mình thấy cái lửa của nó rất là đậm cô chú. Đây là năm cánh trắng hiển quanh nè. Và cái năm cánh trắng HO này con rất là thích cái mặt hoa của nó. Hoa của nó cực kỳ đậm cô chú, mắt của nó rất là đậm. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ở đây con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái mặt hoa của năm cánh trắng hiển quanh ngày hôm nay. Hoa rất là to và đẹp nha cô chú, năm cánh trắng HO, hoa cực kỳ to luôn. Chung là cái kia năm cánh trắng HO ngày hôm nay rất là đẹp nha cô chú, nó đã xuống rễ thuần chậu rồi nè cô chú. Nó rễ đã bắt đầu đang xuống rễ rất là nhiều nè. Và mắt của nó vẫn còn đầy đủ. Và đây là cái kia năm cánh trắng hiển quanh đầu tiên, mã số là mã số 1. Và cái kia này ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 35 triệu mã số 1 nha cô chú. Năm cánh trắng hiển quanh, nó còn gọi là một cái cây năm cánh trắng HO đó cô chú, rất là nổi tiếng. Và kích thước của cái cây này ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang đo được là 9 cm. Cái thân này nó cong cong nó cô chú, chứ nó thực ra nó tầm khoảng 9 cm rưỡi đó, nhưng mà con chỉ đo được 9 cm thôi, con tính là 9 cm. Và giá tiền ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 35 triệu nha cô chú. Năm cánh trắng hiển quanh, giá tiền là 35 triệu và mã số là mã số 1. Và con đảm bảo với các cô chú là chuẩn hoa trên từng cm nha cô chú, rất là chuẩn hoa. À, rễ thì cũng bắt đầu đang xì rễ rất là khỏe nè, bảo đảm 100% là chuẩn hoa nha cô chú. Năm cánh trắng hiển quanh, rễ thì đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe, cho con mới vừa ghim chậu lại nè. Con trồng chậu này đã ấm chậu được 1 tháng nè cô chú, và rễ ra phà phà rồi. Năm cánh trắng HO nha cô chú, mã số là mã số 1. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 35 triệu cho mã 1. Năm cánh trắng hiển quanh nè cô chú, và cái thân này rất là lực nha cô chú, đang đi ngọn phà phà luôn, nên các cô chú mình cứ yên tâm mua cho mình sưu tầm. Rễ cũng bắt đầu đang xuống chậu rồi cô chú, xuống rễ rất là khỏe. Mã số 1, giá 35 triệu, năm cánh trắng hiển quanh. Tiếp tục đây là cái kia năm cánh trắng Phú Thọ, mã số tiếp theo đó là mã số 2. Và kia này thì cũng đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe. Kích thước của nó ngày hôm nay cửa hàng bên con đang đo được là 5 cm. Rễ đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú, bám rễ rất là khỏe rồi. Đây mắt của nó rất là sáng nè, đây chuẩn bị sẽ bật hồng gốc lên. Mã số là mã số 2, giá tiền là 17 triệu nha cô chú. Hàng này là hàng chuẩn hoa. Kia thì rất là đạt nè cô chú. Cô chú mình về nhanh tay sưu tầm. Chuẩn hoa, chuẩn giống, kia đạt nha cô chú. Và giá tiền của nó là 17 triệu. Đây là cái cây năm cánh trắng hiển quanh, còn gọi là năm cánh trắng HO, và nó còn có một cái tên gọi khác nữa là năm cánh trắng hòa bình nha cô chú. Nó có 3 tên gọi luôn. Mã số của nó đó là mã số 2. Giá tiền của nó ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 17 triệu. Mã số 2 nha cô chú, năm cánh trắng hiển quanh. Đó, kỳ rất là lực nè. Để con quay chậm chậm cho các cô chú mình xem. Mã số 2, giá tiền là 17 triệu. Kích thước của nó là 5 cm nha cô chú. Ngọn nó đang đi phà phà luôn. Cây này là không lỗi một lá nha cô chú, rất là đẹp. Năm cánh trắng hiển quanh, mã số là mã số 2, giá tiền 17 triệu cho các cô chú mình về sưu tầm. Năm cánh trắng hiển quanh nha cô chú, mã số là mã số 2, 17 triệu. Đây là cái kỳ năm cánh trắng hiển quanh, mã số là mã số cuối cùng. Và cái kỳ này kích thước của nó là 2 cm nha cô chú. Cô chú mình nên xem rõ giùm con, tại vì con bán lúa non và đang chuẩn bị lên mầm nên giá nó cũng không có cao lắm nha cô chú. Chỉ với giá tiền là 8 triệu thôi. Năm cánh trắng HO, và mã số này của nó đó là mã số 3. Và kích thước của cái kỳ năm cánh trắng HO mã số 3 này thì bên cửa hàng bên con nó được là 2 cm nè cô chú. Và mắt của đây chuẩn bị sẽ bật một gốc lên rồi, rất là sáng. Cây này nói chung là mình về mình chơi là bao đâm nha cô chú, rất là khỏe. Đó. Cây này cực kỳ đẹp luôn nha cô chú, năm cánh trắng hiển quanh. Rất là đẹp. Mã số của nó ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra đó là mã số 3, kích thước là 2 cm. Và giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 8 triệu. Năm cánh trắng hiển quanh, đây là mã số cuối cùng. Và con chỉ có đúng nhất là 3 chậu thôi. Cô chú nào mà mình muốn xem cái hình cây rõ hơn thì cô chú mình cứ kết bạn vào số Zalo là 0908 846 804, thì con sẽ gửi cái hình cây trực tiếp cho các cô chú mình xem để mình sưu tầm luôn. Ở đây là năm cánh trắng hiển quanh nha cô chú, giá tiền là 8 triệu, mã số là mã số 3, đây cũng là mã số cuối cùng.